Cái hoạt lực của nó của gạch tôi ăn luôn rồi, phải nói là gạch của nó ăn thiệt rồi, không có gì mà ngon bằng cái gạch của anh Tích các bạn. Nó vừa cứng cứng bùi bùi ngọt ngọt sao nó không ngọt bằng cái thịt của anh Tích bạn, vừa ngon. Để vô cái hộp tôi mang đi đây tôi quay cho các bạn coi nha. Đây, cái này rất đặc biệt các bạn. Muối ớt xanh. Muối ớt xanh mà không phải là kiểu như muối ớt xanh mà nước. Cái này là muối ớt xanh mà ớt giống như mình đâm ra các bạn. Nhưng mà cái này mình rang lên. Bạn thấy hấp dẫn không? Nãy tôi để vô trong chung chung cái hộp á, nó ớt các bạn ơi. Để vô cái chén này nè. Đó. Đã chưa? Gió quá chắc hồi nó gió thổi lật cái chén của tôi quá. Cái này là chanh với ớt nha các bạn. Đây tôi thích ăn cay nên cái muối ớt xanh nó không đủ muối cay đó thì tôi chỉ cho thêm miếng ớt rọi đi vô nữa. Bữa nay ở đây khá là nắng luôn các bạn ơi. Đây để tôi lựa con quần cho mấy bạn xem nha. Đó, thấy gì chưa? Đã chưa? Cái con này hôm qua là tôi mua nó còn sống luôn nha các bạn. Này như hôm qua là tôi mua 9 con. Mà về nhà tôi luộc, tôi dứt demo hết con rồi các bạn ơi. Ăn thử coi nó ngon không á. Mà thật sự nó ngon quá trời luôn rồi. Thì bữa nay tôi ra ngoài đây ăn có không khí biển này nó vui hơn các bạn ơi. Thì tôi lột cái con này cho các bạn coi nha. Đó. Con này nó bự, mình không cần dùng cái kéo cũng ăn được các bạn ơi. Tôi mẻ ra vậy là tôi quất luôn nè. Để mình ăn không trước đi, xem nó có ngọt như thế nào. Ăn không trước cái đi. Rồi mình mới chấm muối ớt xanh mình làm nha các bạn. À, thấy không các bạn, thấy sức thịt nó không? À, rất là chắc luôn các bạn ơi. Tôi xé ra một cái dài. Đây, thử miếng nha các bạn. Còn cái miếng này chỉ để đâm vô cái miệng của các bạn ơi. Quá đã, ngọt lắm mọi người, đồ biển gì đẹp mà không thể tả luôn. Ngày hôm tôi nghĩ là mình ăn không cũng ngon hơn một chấm. Để tôi chấm thử ăn nó có ngon không, và để tôi chấm muối xanh không nha.
chung với muối gì nó có vị mặn với cái ớt này nó hơi cay 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 ăn cũng ngon rồi. Nhưng mà tôi ăn không rồi, tôi thấy ăn không nó ngon hơn. Này mấy cái chân đó bạn, chân nó nước, có nước là ngọt, ăn được luôn á. Được các bạn, chân ăn được luôn á. Này coi tôi chỉ cho các bạn cách mà gỡ cái con tôm tích này ra, nó nhanh, nó gọn, nó lẹ, nó không bị nó đâm vô cái tay nữa. Các bạn ơi, theo như nãy gỡ theo cách kia thì mình gỡ ra được nguyên cái mình nói luôn, hồi nãy tôi bẻ ngang. Ngọt quá. Các bạn ăn đừng có bậy, đừng có dục cái này nha. Cái này ăn nó giống như là cái thịt bắp vậy các bạn, ngon lắm. Các bạn nào không biết ăn còn dục hết trơn nè, bạn thấy không đó. Quá tuyệt vời bạn ơi, ăn kiểu giống như tóc bò vậy đó. Đây nè, cái này là cái dữ nhất của ông tôm tích nữa bạn, rồi tay vô là dính 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 luôn nè. Ai mà không biết ông tôm tích mà đang còn sống á, chập nó quất cho một phát cảm giác vô mất luôn các bạn ơi. Lúc nhỏ mình không biết đó, có lúc về nhà bên ngoại chơi, nhà ở ngoại tôi thì có cái con sông cũng lớn các bạn, sông đó thì sông nước lợ thì cái cậu Út với Dượng Hai của tôi có đóng đáy với sông các bạn. Mỗi lần có con nước không biết sao nữa, nhưng mà nó ở đâu đó, nó ra đánh tôm tích sông nhỏ rồi bạn. Các bạn có tay cái vậy nè, nó mới vừa đổ ra xong tôi không biết, tôi cầm lên tí mà con đó nó nhỏ, nó quất cho tôi một phát. Bây giờ tôi còn nhớ đau dạ mà chịu không nổi luôn. Đây để tôi chỉ cho các bạn mở cái lớp vỏ lưng của tôm tích nè, đây nè. Bạn dùng cái móc tay của mình nè, bấm qua hai bên đây nè, bấm qua hai bên cái lằn này nè cho nó bể kêu cục 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 cục, rồi xong là mình sẽ lấy ra được. Đây nè, tôi đang làm nè, bạn thấy không, nó rất là dễ luôn đó, thấy không đó, vậy là xong, thấy không, bạn thấy dễ không, lấy ra nghiến luôn nè. Con này nó bự thì nó hơi gai góc nhiều các bạn ơi, cái gai này đâm vô tay cũng sướng nè, bạn thấy đã không, tuyệt vời luôn các bạn ơi. Để tôi thử miếng nha. Bên cái này giờ là ăn muối ớt xanh không, để hồi tôi xíu nữa tôi dắt chanh vô nữa ăn ra nó làm sao nha. Quá đã luôn các bạn ơi. Quá cái này còn nước ngọt, quất luôn. Ăn thì nó cũng được, nó giúp gì á. Có cái sơ cũng được thích á, ngon hả. Ăn cũng quất luôn các bạn ơi. Tôi chắc chắn một điều rằng bạn xem clip này của tôi, bạn sẽ hỏi tôi mua tôm tích này ở đâu, giá nó bao nhiêu. Hôm qua là tôi mua 9 con tầm khoảng 7 lạng bạn. Tôi mua là chỉ có 120.000 thôi bạn, 120.000 thôi. Lý do là tại sao là hôm qua là tôi mua của ngư dân đóng đáy khơi các bạn, người ta đem lên người ta bán liền luôn,
không có qua thương lái hay là không qua các dựa, nó rất là rẻ. Bây giờ nè, bạn thấy hấp dẫn không? Đây, những muối ớt xanh của tôi đây. Bây giờ mới bắt ớt vô nha. Đó, dập tí chanh vô. Nãy là ăn chơi chơi thôi, bây giờ mới ăn thiệt nè. Bạn thấy sao? Thích không? Đây nè, con này có gạch này nha mấy bạn. Lại chiêu cũ, hút vỏ tinh tích. Còn mấy bạn chắc có thể là thắc mắc là hỏi tôi mua ở đâu. Nhưng tôi mua ở dưới cảng Sao Mai nha các bạn, gần chỗ nhà hàng Thành Phát á. Đáy khơi này thường là người ta lên vào buổi tối, hoặc tùy theo con nước có thể là lên vào buổi sáng. Nhưng mà các bạn nếu mà muốn ăn tôm tích to bự kiểu này thì cũng có luôn nha các bạn. Mình qua chợ Súng Lưới hay là mình qua chợ Bình Định, nếu mà bạn muốn ăn đồ tươi sống thì các bạn qua chợ Súng Lưới. Chợ Súng Lưới thì chắc có lẽ là tôm tích mà cái size bự như vậy thì chắc nó hơi mắc một xíu nha các bạn. Mình không biết, hiện tại mình không biết là giá của nó là bao nhiêu luôn. Đây các bạn ơi, ây da, tuyệt vời. Nãy giờ ăn mà quên mời các bạn nữa chứ. Cái này mời mấy bạn nha, có lỗi quá, có lỗi quá. Đó, thấy chưa? Bạn coi thịt nữa nè, con này khỏi nói luôn. Có gạch ở trong bạn, nhưng mà gạch của nó là gạch mềm chứ chưa phải là gọi là gạch son mà. Gạch son nguyên cái lằn ở lưng nữa nè. Có một lằn gạch đen đó, ngon lắm. Tuyệt vời quá mấy bạn ơi. Nè, trong đây còn thịt nha, quất luôn. Thầy mình dùng hai răng cửa mình cắn ra. Đây nè, cái này thịt ở cái phần này tôi cảm giác là nó dai hơn phần trong cái mình đó các bạn. Tiếp con nữa nha. Bữa nay nhiêu đây mình tôi chắc ăn không hết quá. Vậy chưa? Quay đây có mấy cái con gì vậy? Giống như mấy con ruồi mà nó nhỏ xíu bạn, bu 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 nó cắn nữa. Thường ở dưới quê, ở dưới sông thì có bù mắt, mà con này tôi không biết con gì luôn. Trời ơi, nói gì nữa. Bạn xem video này có lỡ thèm quá đừng có chửi mình nha các bạn. Xách ba lô lên đi ngay và luôn. Trong mùa hè này các bạn ra Vũng Tàu thì chắc chắn là hải sản không thiếu cho các bạn đâu nha. Này này nè, lằn gạch đó là không, mà dạng nó chưa đặc hơn. Mọi đám bạn ơi, tuyệt vời không mặt trời. Bữa nay tôi định quay cái máy quay hướng ra biển cho các bạn xem, nhưng mà mặt trời lên nó bị ngột sáng. Quay qua tôi test thử thì nhìn nó đen thui à, không thấy gì hết đó. Đây các bạn ơi, cái đầu này giờ tôi không biết làm gì thôi. Nay ăn
thì mình giờ thấy ăn ngon quá, giờ ăn cái đầu làm biết. Thì tôi ăn hai cái bắp bay của nhà mình đây. Cái này là ngọt lắm luôn nè. Hơi cứng. Để giờ tôi chấm theo nhai luôn. Sau cái phần du thực, bây giờ tôi bắt đầu du hí các bạn ơi. Tôi đang đi ra ngoài biển, tôi dạo một xíu thì tôi về. Thì cũng trưa, bữa nay nó hơi nắng nhiều các bạn. Đây, để tôi quay cho các bạn coi. Xa xa ở phía sau là đảo Hòn Bà nha các bạn. Biết các bạn thấy không? Đảo Hòn Bà, bữa nào tôi rảnh cái nước xuống nước cạn các bạn, tôi sẽ quay phim lại cái quá trình đi ra đảo Hòn Bà, Hòn Bà nha các bạn. Đây, nước như vậy là ra không được rồi. Bình thường thì mình đi ra tại nước rút á, mình nó hiện ra cái con đường đi bộ các bạn, thì mình ra đó mình chơi. Còn nay nước như này thì nếu mà muốn ra chắc các bạn phải thuê ghe các bạn đi thôi. Bữa nay trời trong mây trắng, biển đẹp quá trời luôn các bạn ơi. Ơi, chào tạm biệt các bạn nha, nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha các bạn.